Mình chào tất cả quý vị đang quay trở lại với kênh Vina TV ngày hôm nay nha. Hôm nay Phú Tha đi ngang qua con đường Nguyễn Biểu quá quý vị. Thấy ở đây có cô đang đứng chiên bánh bột chiên quý vị ạ. Nên vào xin phép cô quay để gửi đến toàn thể quý vị nha. Nãy Phú Tha vào xin phép cô thì cô nói là cô bán lâu năm lắm rồi. Bán từ 3 đến giờ đó. Từ lúc nào cô? Ông già bán tới giờ ba không bán, mình bán lại. Ba của cô để lại cho cô. Để lại cho hai chị em bán. Dạ. Tính ra vậy là trước năm 75 hả cô? Dạ. Tính ra lâu dữ ha. Mà mình chỉ đứng một cái địa chỉ này thôi hả cô? Không, chỉ đập lâm hết á. À, trước kia là mình đẩy đi hả? Ừ. Sao lúc bán bánh chỗ này chỗ kia à? Người ta cho mướn rồi bán, không cho mướn rồi chạy chỗ khác thì sao? Dạ. Khổ quá cô hả? Lúc trước bán đầu đầu kia. Đầu kia đóng cho, bây giờ cho bảo bằng, đóng cho bán nữa. Mình qua đi mướn bán lại. Dạ. Như vậy thì quý vị nào mà thường hay ăn bột chiên á, khu vực quận 5 thì chắc chắn là quý vị có thể biết cô á. Dạ. Biết lâu lắm rồi. Thấy cô dễ thương lắm quý vị ạ. Cô cho hỏi là cô tên gì nhỉ? Yết. À cô Yết. Dạ. Phần vậy là mình bán bao nhiêu vậy cô Yết? 20.000. Có một trứng luôn. Một trứng 2 trứng 25. Dạ. Một trứng 20, 2 trứng 25. Bình dân quý vị ạ. Dân dễ bán. Dạ. Mình bán nhờ số lượng nhiều quá hả? À đúng rồi. Nghe chiên xèo xèo đà quá. Cái này ai ăn giòn thì mình làm giòn hả cô? Trứng 20 nè. 2 trứng thì 25. Cô cho hành rồi đu đủ vào. Của anh là 2 hộp hả? 1 trứng, 2 trứng. 2 trứng không? Thông thường cái thời gian mình bán là sao vậy cô? 3 giờ bán tới 8 giờ. Bán mấy tiếng vậy thôi hả? Sáng bán nữa, sáng bán mình trần trọng á. À, buổi sáng là cô bán ở vị trí khác. Tại bán mình bán cá hồng cá hồng chinh. Dạ. Vừa bán bên đây. Tại hai chị em hai bên nó bán mà. Dạ. Trứng gà nhìn ngon quá ha. Trời ơi, thấy nó nhiều ghê. Hãy
Đây bên đây cô có hai chai. Cái này là nước gì vậy con? À dạ, tương với giấm. Còn bên đây là dầu. À chắc là mờ có vậy á, mờ chứ không phải dầu. Đây, cô bán có một mình thôi. Cô phải bưng đi luôn hả? Tại vì đối diện bên đây có quán cà phê nè đó. Thì khách ngồi bên đó ăn thì gọi cô bưng qua. Phần mang về cái này là mình dùng mỡ hả cô ha, mỡ nó thơm hơn. Giờ này là cô chỉ bán một mình thôi hả? Bán một mình. Dạ. Trước bán hai người mà người đó ông mất rồi mà bán mình luôn. À dạ, trước đây là cô với chú. Giờ chú mất. Cái nào mà cháy là cô lấy ra. Dạ, cháy bò. Bột này là nhà cô tự làm luôn hả? Lấy lại cô ha. Dạ. Chứ làm bột này cũng cực lắm à. Làm không nổi đâu. Dạ. Người bán người làm nó chạy luôn luôn. Ở bên kia có cái hũ đựng đu đủ. Ở trong cái thùng đó mình đựng cái gì ở trong vậy cô? Có đựng gà không à. À cái thùng đó là mình đựng đồ gà không hả? À dạ, nó dễ thương quá. Nó chọn chứ mình để đồ để nó dễ. Dạ. Chờ nó rồi. Cái chảo này theo cô bao nhiêu năm rồi cô? Lâu cũng thay đổi hoài à, nó lâu lâu không có bể, nó cũng đốt hoài á, nó cháy á, không có đổ. Dạ. Con thấy nó cũng hơi vinh vinh đúng không cô? Cái này là cô cố tình hay là nó bị vậy cô? Tại mình đốt hoài một chỗ á, nó nóng một chỗ, cho nên mình nào nó dẫn. Tại vì nó vinh lên vậy con sợ nó không điều á. Cái dầu nó không có điều á. Tại nó điều mình kéo lên chứ gì sao. Dạ. Đó, cô có cái học mỏ trứng hay ghê luôn.
Nãy có anh kia mua một hộp đấy rồi đó. Mấy ngày bình thường có bán đắt hơn ngày thứ bảy chủ nhật không cô? Ngày nào cũng như ngày nào hả cô hả? Dạ. Tại hôm nay thứ bảy á cô vị ạ, nhưng mà cô ta thấy khách cũng đông. Chứ nếu mà món này cô ta nghĩ học sinh ăn nhiều, sinh đi học về chiều chiều á. Dạ. Không có kẹt xe thì bán được, mà kẹt xe thì bán không được. Kẹt xe quá, ta đâu có đi được đâu, ta muốn ăn chứ, ta không có ghé được. Dạ đúng rồi. Đường này hay kẹt xe lắm. Đúng rồi, phải chứ giờ, lại đảo đảo, lại chứ giờ, nó là đảo. Dạ. Hình như con thấy bên kia mình có mấy cái ghế để ngồi á cô. Vâng. Ai muốn ăn đây thì ngồi ăn hả? Cái đây ngồi chậm chậm thôi. Dạ. Cô đem đi tiếp nữa hả? Tí cô làm cho con phần hai trứng luôn đi. Dạ. Nhìn hai chai dễ thương ghê chưa. Rồi. Quý vị nhìn thấy ở đằng xa xa kia không? Là trường Đại học Sài Gòn á. Ở đó là ngay đường Nguyễn Trãi đó quý vị ạ. Thì quý vị đi vào đây một chút xíu ha. Ở địa chỉ là 209 đường Nguyễn Biều, quận 5. Cô giao ở đằng xa đây lưng nè. Bán một mình vất vả thật sự luôn quý vị ạ. Đó. Bán xong lại gom những cái dĩa về luôn nè. Đó, gom dĩa luôn. Thấy thương gì đâu quá quý vị hả? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ gọi 1 phần 2 trứng. Nhờ cô làm 1 phần 2 trứng giùm luôn. Đây, học trứng của cô nè. Ở trong đó lại có một cái xô nữa. Đó, đầy nắp lại. Rồi sau này mình có định truyền nghề này lại cho ai không cô? Ai giờ ai bán thì ai cho bán thì bán. Mình không biết nữa, bên dưới nó chịu làm. Dạ. Con cô chắc đi làm văn phòng hết rồi hả? Có làm con à. Còn dài nó có làm, tại nó không chịu làm đâu. Cực quá cô hả? Thấy cô bán cực quá. Cô làm ba đầu sáu tay luôn á.
Dạ cho con chút xíu. Cô có để cho nó ngồi chứ con đứng chút xíu. Dạ. Đây phải là đứng xa xa quý vị xem chiếc xe của cô nè. Bình dân đó quý vị ạ. Bình dân ngoài vỉa hè thôi. Thấy cô dễ thương, vui vẻ. Giá bánh thì lại quá chi là ưu ái quý vị ạ. Một phần như vậy một trứng chỉ có 20, 2 trứng 25. Đó, thì nếu một vị nào có đi ngang ở đây thì có thể ghé ủng hộ cho cô nha. Cô bán trước đây thì ba của cô bán, bây giờ truyền lại cho cô. Trước năm 75. Rồi, bye bye và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo của Vina TV. Quý vị đừng quên nhấn like, share, đăng ký kênh để ủng hộ cho Vina TV nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.